Xin chào các bạn. Đây là bản tin thuế của Manabox Việt Nam. Nội dung hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là việc không còn được miễn giảm thuế 50% đối với thu nhập phát sinh từ khu kinh tế. Đây là quy định mới của về thuế thu nhập cá nhân. Và hiện nay thì Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư để bãi bỏ thông tư số 128 năm 2014 hướng dẫn về việc giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong khu kinh tế. Đó. Thì theo quy định tại nghị định số 82 năm 2018, đây là nghị định mới quy định về nội dung liên quan đến quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, thì các cá nhân mà nhận được thu nhập từ địa bàn của khu kinh tế không còn được áp dụng chính sách là giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương và tiền công, thu nhập từ kinh doanh từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Và do đó thì để mà hướng dẫn lại những cái nội dung này thì có rất nhiều văn bản của các cục thuế địa phương. Tuy nhiên thì Tổng cục Thuế đã ra một số những văn bản hướng dẫn cụ thể. Đấy là công văn số 5272 Tổng cục Thuế. Cái công văn này khẳng định lại đấy là việc mà cắt giảm 50% ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, tức là không còn được ưu đãi nữa, thì được áp dụng luôn từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, chứ không phải là được áp dụng từ năm 2019 trở đi. Và do đó, thế nên Tổng cục Thuế cũng ra công văn số 1285 để hướng dẫn cụ thể hơn về việc đấy là tính cái số thuế thu nhập cá nhân được miễn giảm trong năm 2018 như thế nào. Cụ thể là đối với thu nhập phát sinh từ mùng 1 tháng 1 năm 18 đến mùng 9 tháng 7 năm 18 thì cá nhân vẫn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân nếu như thu nhập này phát sinh trong khu kinh tế. Và số thuế này được giảm, được tính là bằng tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của năm 2018. Giảm 50% chúng ta nhân 50% và nhân với tỷ lệ phân bổ theo thu nhập chịu thuế phát sinh từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 18 đến mùng 9 tháng 7 năm 18 chia cho tổng thu nhập chịu thuế của cả năm 2018. Việc xác định thu nhập chịu thuế này thì được thực hiện theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân. Và do đó thế nên từ ngày 10 tháng 7 năm 18 thì đối đến hết năm 2018 thì các cá nhân không còn được giảm thuế. Xin khẳng định lại là cá nhân không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh trên địa bàn của khu kinh tế nữa. Cảm ơn.